Sáng nay, tại thành phố Hưng Yên diễn ra chung khảo cuộc thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên năm 2022. Cuộc thi nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tổ chức cuộc thi. Trải qua vòng thi cấp xã, cấp huyện, căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, đánh giá và chấm điểm thực tế, toàn tỉnh có 12 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu lọt vào vòng chung khảo, đủ điều kiện tham gia phần thi thuyết trình. Phần thi thuyết trình của mỗi đơn vị diễn ra trong 10 phút, kèm theo video clip giới thiệu về quá trình và kết quả xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu là tuyến đường trục thôn hoặc liên thôn, đạt các tiêu chí, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong đó, tuyến đường có tổng chiều dài tối thiểu 500m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, có hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, hoa, thảm cỏ sạch sẽ, không có rác thải, nước thải, không có trụ điện trong phạm vi lòng đường, không treo băng rôn, pano trái phép. Kinh phí thực hiện các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu có sự tham gia đóng góp của người dân tối thiểu bằng 20% tổng giá trị công trình. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải nhất trị giá 500 triệu đồng cho tuyến đường từ sân chơi thôn 5 đến đường DT379 của xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, trao hai giải nhì trị giá 300 triệu đồng cho tuyến đường của thôn Quang Yên, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ và tuyến đường liên thôn Dâu Mùi của xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào. Chúng tôi thấy rằng đây là một cuộc thi tuyến đường nông thôn mới của tỉnh Hưng Yên, nhưng cũng là một cách để chúng ta tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn toàn tỉnh cùng tập trung chung tay xây dựng nông thôn mới, và đặc biệt nữa là nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người dân để tập trung đầu tư và cải tạo nâng cấp các cái tuyến đường xanh sạch đẹp. Khi mà cái tuyến đường giao thông phát triển, du khách về tham quan du lịch làng hoa và mua sắm các sản phẩm được thuận lợi hơn, và đây là một cái điều kiện để thúc đẩy làng nghề hoa phát triển một cách bền vững và ổn định. Chúng tôi rất là phấn khởi là đơn vị được đạt giải cao. Chúng tôi tiếp tục phải duy trì và sẽ nhân rộng các cái tuyến đường này trong toàn xã để trong thời gian tới xây dựng xã Cẩm Xá nói riêng, thị xã Mỹ Hào nói chung ngày càng phát triển và đổi mới. Cuộc thi được tổ chức nhằm động viên phong trào thi đua xây dựng và phát triển các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Qua cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, ghi nhận được những sự vào cuộc của các ủy đảng, chính quyền địa phương và sự tham gia đóng góp của người dân, tạo lên một cái khí thế thi đua sôi nổi để các địa phương cùng nhau phấn đấu để không chỉ có những con đường nông thôn mới kiểu mẫu, mà tới đây tôi tin tưởng là sẽ có rất nhiều những con đường thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo lên một cái cảnh quan nông thôn thực sự là một miền quê đáng sống. Với sự hỗ trợ của nhà nước, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã và đang tích cực xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi công trình được đưa vào sử dụng không chỉ làm đẹp đường làng, ngõ xóm mà còn tạo được sự đoàn kết bởi huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đây cũng là điểm nhấn đặc sắc trong bức tranh nông thôn mới ở mỗi vùng quê.